xin chào các bác nha. Chào toàn thể anh em và các bác. Và ngày hôm nay thì em lại mới về được một mẫu cục đẩy DMX A7200 Pro. Vâng, với cái model rất là mới mẻ ngày hôm nay thì nó được nâng cấp lên một cái mặt trông rất là đẹp các bác nhé. Với những model ngày trước thì cái dòng DMX 7200 Pro này em bán rất là nhiều cho anh em rồi. Và anh em quen thì ngày hôm qua về được một ít thì anh em cũng đã chốt được khá rồi. Hôm nay thì lại lên video review cho những anh em mà còn đang đợi và chưa có hàng. Thì lâu lắm cơ, nó phải tới nửa năm nay là mới có các bác nhé. Ở model này thì các bác thân mến, ngày hôm nay thì cái model này nó với cái công suất của nó là đạt tới 850W một kênh thực các bác nhé. Thì hiện tại bây giờ là có rất nhiều anh em đang đánh con này với những cặp array 40 và 30. Đấy, mỗi một kênh, mỗi một con này nó có thể chơi được cho các bác một dàn. Ví dụ như là đôi, ví dụ như mỗi các bác mỗi chơi mỗi một kênh này là một đôi 30 hoặc một đôi 40. Đấy, đơn hoặc là dây đôi thì các bác có thể đánh dây kép đấy, các bác có thể đánh mỗi kênh này một quả. Đấy, mỗi kênh này một quả là của 30 hoặc 40 đôi các bác nhé. Còn đơn thì các bác đánh mỗi kênh một cặp cho em. Đấy, anh em làm sự kiện cũng như là anh em làm phòng rất là nhiều, đặc biệt là con này mà chơi phòng karaoke thì tuyệt vời luôn. Tiếng của nó rất là sáng và sạch. Đấy, mà rất dễ phối ghép. Các bác thấy em ghép con băng cơ đây là em đang đánh với 4 cái loa này. Đấy. Với công suất này 800W một kênh thì các bác có thể thoải mái mà vi vu với những cặp loa 40 của các bác, rất ok đó. Và ngày hôm nay nó về được tình trạng đẹp xuất sắc như mới các bác nhé. Nó chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi. Chất âm dòng này thì không phải bàn, rất là sạch sẽ, mạch class H và công suất của nó rất là mạnh, nên là các bác chơi rất là yên tâm. Và với cái dòng model này thì cũng có khá là nhiều anh em đang mong và chờ nó rất là lâu rồi. Thì hôm nay lên về thì em cũng lên tiện lên cho anh em xem. Và anh em có thể là thấy cái mẫu cái mặt nó mới này, cái model cao hơn này thì cái mặt cái niên hạn của nó cao hơn. Có nghĩa là con này nó sản xuất đời mới hơn là những cái con đợt trước. Con này nó là lô sau cho nên là về cái hình thức của nó trông rất là đẹp các bác nhé. Hoàn toàn cái mặt này là phay nhôm và nó được mạ chrome, sơn tĩnh điện nữa các bác nhá. Đấy. Như cái con dưới này nó mạ chrome luôn và con này nó được một lớp mạ chrome và nó còn sơn thêm một lớp tĩnh điện bên ngoài nữa. Cho nên là cái chống xước và nó rất là sạch sẽ và trông nó rất là sang trọng. Mấy cái lớp sơn này các bác nhìn thấy cái mặt của nó sơn này, cái sơn này rất là đẹp và rất sang trọng. Đấy, bền bỉ. Chống được gì sét và chống bám dính các bác nhá. Như kiểu như cái chảo chống dính của các bác ấy, giống như con này này. Đó. Và hàng thì em bao zin, bao xịn, bao chuẩn cho các bác, bao test thoải mái cho các bác. Đấy. Và bảo hành kỹ thuật trong vòng 1 năm các bác nhá. Đấy. Đấy. Tuy rằng nó đã là hàng mà người ta đã sử dụng rồi nhưng mà nó rất là mới, gần như là hàng chưa cắm điện bao giờ các bác. Đấy. Đẹp lắm. Với những anh em mà chịu khó đi săn tìm những cái hàng như này thì bây giờ rất là nhiều những cái cơ sở như karaoke hoặc là quán bar người ta làm ăn nó không được thì người ta thanh lý thì rất là nhiều các bác. Đấy, nhưng mà bên Tây chứ bên Trung Quốc chứ bên mình thì không có đâu. Bên mình thì chỉ có tận dụng đến lúc nào mà gọi là nó cắm và nó khói lên thì không làm nào được nữa rồi, không thể khắc phục được nữa thì các bác mới chịu bỏ. Nhưng bên Trung Quốc thì người ta có hạn sử dụng thôi chứ không phải là cứ thích bác sử dụng đến bao nhiêu thì các bác sử dụng, kể cả không sử dụng, kể cả lắp lên dàn rồi nhưng không sử dụng thì đến hết hạn các bác cũng phải bỏ, cũng phải lắp thiết bị mới. Nước người ta là như vậy. Và con này thì với cái giá của nó khoảng độ gần chục triệu các bác nhá. Bây giờ là nó gần chục triệu. Với con 850W một kênh thì em nghĩ rằng nếu như mà các bác đủ, nếu 800W đủ thì các bác phải mua với giá khoảng 8 đến 10 triệu, không có dưới đâu các bác nhá. Còn rẻ thì không có bao giờ có ngon đâu, không bao giờ có đủ công suất đâu các bác nhá. Trên thị trường rất nhiều các loại đẩy, em phải nói là các bác là rất nhiều các loại đẩy mà tới 1000W, thậm chí model ghi là 1000, 1100, 1200 một kênh, nhưng công suất thực được chỉ 650W một kênh thì không có nhiều các bác nhá. Thứ nhất là cái nguồn qua tổ bố này. Đấy. Cái con này nguồn của nó còn ngoài 20 các bác nhá. Thế mà nó mới được có 800W thôi mà nó chạy tới là 40 sò xịn là JVK và nó chạy tới là 36 con sò thúc, sò bù áp nữa, là tổng của nó là 72 con sò mà nó mới ra được có 800W một kênh chuẩn thôi. Thì em hỏi các bác là có nhiều bác là mơ mộng mơ hồ lắm, mua một con đẩy chỉ có 6 triệu, 5 triệu rưỡi thôi mà ghi đây những 1100, 1200 một kênh.
Đấy, về đánh các bác bảo là không đánh loa 40-30, đánh to nó vỡ tiếng, đó là cái mà các bác phải trả giá các bác nhá. Ở đây em chia sẻ thật, con này các bác cứ vã căng cho em thoải mái những cặp 40, không phải nghĩ mỗi kênh này một cặp đơn, không phải nghĩ ngợi gì cả. Nếu con 76 còn con 100 thì đánh một quả. Đấy, hoặc là mỗi một kênh này, mỗi một cái kênh này các bác đánh cho em một cây full đôi. Giống như anh em trong miền Nam thường hay đánh con này với con B500 full đôi ấy, B500 đôi ấy. Mỗi một kênh một quả, đánh lì lợm luôn, thoải mái luôn. Máy rất là mát mà đánh nó rất là trâu bò lì lợm. Đó. Anh em sử dụng rất là nhiều rồi. Và em bán cho các anh em trong miền Tây và các anh em trong miền Nam rất là nhiều. Và anh em chơi con này rất yên tâm, đặc biệt là cái chế độ bảo hành của nó thì tuyệt vời luôn. Đấy, không phải nghĩ ngợi gì cả. Tránh trường hợp các bác mua phải những cái con mà các bác cứ nhìn được model ở đây. Hoặc là đây các bác nhìn thấy cái con này của em, các bác thấy không? Model chuẩn của người ta là PC2500 này. Nó là 2500W chia làm đôi, mỗi một kênh là 1200W, chứ em không nói đến 1250W. 1250W thì cộng lại nó mới là 2500, nhưng nó còn phải tiêu thụ qua mạch nữa, nó tiêu thụ bản thân, nó phải tiêu thụ cái mạch điện của nó phải tiêu thụ nữa thì nó mới đưa ra công suất được. Bắt buộc nó phải tiêu thụ điện năng đi chứ không bao giờ mà 100% ăn cả được các bác nhá. Đấy, mà PC đây các bác nhìn thấy đây, các có nhiều bác nhìn thấy cái model này tưởng là mỗi một kênh nó chỉ 500W, các bác nhầm hết đó. Hoặc ở đây các bác nhìn thấy con này 7200 thì các bác nghĩ là tổng con này là 7200 chia cho 4 kênh, không phải đâu, con này nó chỉ có 850W một kênh thôi. Thực các bác nhá. Đấy, còn bác nào mà thích xem video nội thất thì alo cho em sẽ quay trực tiếp gửi cho các bác xem. Đấy. Sò là gì với kép xịn, và con này nó chạy nhá là êm như ru như âm ly luôn. Gần như các bác ngồi đây không nghe thấy quạt gió nó chạy đâu đây này. Đó, các bác thấy không? Nó đang hoạt động đây này. Và các bác có nghe thấy gì không? Lắng tai nghe, đeo tai nghe và xem có nghe thấy gì không? Cực kỳ êm luôn. Đấy, cái quạt nó còn êm hơn là cái cảm giác cái biến áp của nó rung cơ. Nó còn êm hơn cơ. Cực kỳ êm luôn. Cái điều đặc biệt của nó là cái quạt nó hoạt động rất là êm, cực kỳ êm, cho nên các bác nghe nhạc ở trong nhà thì vô tư luôn, không bao giờ phải nghĩ ngợi đến chuyện nó ồn ào như những cái dòng khác. Đấy, mạch Class H, sò NJV kép. Tiếng em khẳng định với các bác là còn sáng hơn những con sò sắt mạch AB các bác nhá. Những con sò sắt mạch AB không tuổi gì mà tiếng sáng và sạch như con này đâu. Vì mạch nó đời cao hơn nhiều và nó tích hợp cái công nghệ đời mới, chất lọc và chất âm với cái mà gọi là chi tiết nhất và sắc nét nhất, sạch nhất, sắc sảo nhất, những cái linh kiện cao cấp nó đưa vào, không như những cái linh kiện ngày xưa nữa, thời ngày xưa nữa. Thời ngày xưa thì những cái linh kiện nó lớn thì thường thường nó sẽ có độ nhiễu, độ sai số nó nhiều hơn với những cái con điện trở hoặc là những cái con tụ ngày xưa nó rất là lớn, và đương nhiên lớn thì nó phải sai số, nó phải lớn hơn rồi. Những cái con bây giờ nó làm rất là chính xác bằng máy móc, hầu như là toàn bằng công nghệ cao, bằng dây chuyền tự động và những cái chế độ mà kiểm duyệt của nó rất là khắt khe. Con nào đã hy sinh hoặc là có nghi ngờ là bỏ luôn, chứ không có chuyện lắp vào máy các bác nhá. Đấy, với những cái dòng như thế, và những dòng như thế thì không bao giờ nó có giá rẻ được, khẳng định với các bác là không bao giờ có gì giá rẻ được mà ngon được. Đấy, ví dụ như các bác có thể mua đây các bác này, đây con Class D này. Đấy, 850 một kênh, nhưng các bác mua những con là nó có một cái mã nữa là 4600 là 600W một kênh, thì người ta ghi ở đây 600W một kênh, nhưng không bao giờ đủ được 600W đâu các bác ạ. Hoặc là 850 này nó không bao giờ đủ được 850W đâu các bác nha. Đấy, không phải là như thế đâu. Đấy, còn các bác đo thực tế nhá, nếu như các bác đo công suất thực tế, các bác nào là thợ các bác cứ kẹp thử vào mà đo mà xem. Các bác đo đầu điện vào thì em không nói, đầu tiêu thụ điện vào thì em không nói, ví dụ như đầu AC điện vào này, cấp vào con đấy này, có thể các bác núc dòng lên và các bác tải nặng nó có thể lên đến 5000W. Nhưng mà các bác đo cái đầu ra của cái loa này xem, điện AC của cái đầu loa ra mà xem, xong các bác kẹp dòng của cái dây loa ra loa xem. Nó chỉ cần ra đến khoảng, nếu như cái loa 40 này các bác thấy nó ghi là những, có những loa Trung Quốc nó ghi 700-800-1000W, nhưng mà các bác cứ thử đánh công suất thực vào 450W xem. Chết tươi cái loa không? Em khẳng định với các bác là đi luôn 450W thực thôi, quánh đi luôn những cái loa mà các bác thấy nó ghi là 1000W. Đó, còn những cái dòng loa như thế này, nó loa xịn thì nó có những cái loa nó chỉ đề là 40 thôi, từ 22-100 nhưng nó chỉ đề là 600W thôi, hoặc 450W thôi. Đấy là công suất thật của nó đấy. Đấy, chứ không phải là như là cái loa con 30 kia, nhưng mà nó đề là 1000W một cách. 1000W là có thể là cái độ nhạy nó thấp, nó chịu đựng được đến cái áp lực tiêu thụ công suất là 1000W, nhưng mà cái hiệu suất phát ra âm thanh thì nó không bao giờ bằng những cái loa bass 40-50 hoặc độ nhạy nó cao, công suất nó thấp nhưng mà cái áp suất decibel nó ra rất mạnh, độ nhạy nó cao.
Đấy, công suất thì người ta chỉ là tính cái công suất thì các bác thấy rằng là anh em cứ nghĩ là công suất lớn mà loa nó mạnh. Thực ra là nó chịu được áp lực đến cái công suất tiêu thụ như thế. Đó. Còn cái áp lực mà ở một cái loa nó đưa ra thì nó không phải tính bằng công suất mà tính bằng decibel các bác nhá. Ví dụ như bao nhiêu áp lực decibel trên 1 m² hoặc là 1 m chiều gần chiều xa cái loa này, bác đứng gần đứng xa cái loa này, trên 1 m có nghĩa là bao nhiêu decibel trên 1 m thì đấy là cái độ phát lớn áp lực âm thanh của cái loa nó đưa ra, chứ không phải là như cái bát, ví dụ như có những cái đôi bát 20 thôi, nhưng các bác thấy là nó chịu được cái công suất tối đa tới 500W một cái bát 20, đúng không? Một cái loa full bát 20 đấy, nhưng nó chịu được 500W. Có thể các bác cấp ra cho nó, cấp vào cho nó lên 500W nó mới cháy, nó mới hỏng, đấy là mắc. Thế nhưng mà cái áp lực decibel mà nó đưa ra từ cái mạc loa của nó và cái sức ép của âm thanh nó đưa ra từ cái loa này không bao giờ bằng cái bát 30 hoặc 40, chỉ 100W thôi. Các bác không tin các bác cứ thử mà xem. Đó. Còn về âm thanh thì các bác đừng nghĩ là cứ công suất lớn mà là mạnh đâu, không phải đâu các bác nhá. Công suất lớn là tải được nhiều thôi chứ không phải là mạnh. Ví dụ như là 500-700W thì nó có thể tải được, ví dụ như là 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi. Thế nhưng công suất nó yếu thì nó chỉ tải được 1 đôi thôi. Đấy các bác nhá. Còn cái mức độ chịu đựng của cái loa nó đưa ra, nó phát ra thì nếu nhiều cái loa nhỏ thì áp lực decibel nó đưa ra sẽ lớn, thì đấy nó là công suất lớn và các bác nghe được mạnh. Đấy. Thay vì 1 đôi mà bác nghe nhiều đôi thì nó sẽ mạnh ở công suất như nhau. Nhưng với điều kiện là một con đẩy công suất nó phải đủ công suất để kéo tải được bằng đấy cái loa và nó vẫn phát huy được đấy cái công suất ở chế độ ôm phù hợp với cái đẩy và công suất đưa ra nó không bị suy giảm thì đương nhiên là nó sẽ hay và nó sẽ mạnh. Đấy, còn các bác mà đưa nhiều loa vào một con đẩy mà nó suy giảm đi rất là nhiều rồi gần thậm chí là nó còn cháy cái đẩy nữa thì không có đâu mà hay được các bạn. Trên thị trường rất nhiều những cái dòng đẩy như vậy đó nhá. Em không nói cụ thể nhưng sẽ có một video em sẽ mổ con máy này, em so sánh với một chiếc máy cũng như thế này mà họ ghi ở đây là 4.10 có nghĩa là 1.000, theo như thông số nhà cung cấp người ta đưa ra là người ta nói là 1.100W một kênh. Em sẽ so sánh với các bác xem thử cái con này và con đấy. Mà con này nó chỉ có 850W thực thôi. Từ cái biến áp, từ cái tụ, từ cái sò cho tới cái nguồn của nó cấp ra như thế nào để xem công suất nó cao như thế nào các bác nhá. Rồi ok, cảm ơn các bác. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em trực tiếp. Giá sẽ có tính nhiều các bác nhá. Còn con này thì nó sấp xỉ 10 triệu các bác ạ. Đấy. Ok, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Tất cả mọi thông tin thì các bác có thể là liên hệ với em trực tiếp qua số điện thoại 0936019001 ở trên cái biển này đó nhá. Em rất là ngu, bao nhiêu lần làm video cũng toàn quên cái biển đấy thôi. Đó. Ok không các bác? Đấy. Dòng này thì chơi sự kiện hoặc lắp phòng thì quá ok luôn, không phải nghĩ ngợi gì cả. Đấy, những dòng đẩy mà bây giờ cứ cái mã mà bây giờ những cái dòng đẩy mà tầm 10 triệu các bác nhá. Em không nói đến là mã gì nhưng cứ tầm 10 triệu. Và cái mã của nó là cứ 1.000 trở lên các bác, đem đây các bác so sánh đây, nếu hơn con này em cho luôn không con này. Mà con này của em chỉ có 850W thật thôi. Còn những cái con mà các bác cứ mua giá từ 10 triệu, từ 12 triệu, 10 đến 12 triệu mà 1.200-1.300W một kênh, các bác thấy nó là công suất đưa ra, nhà sản xuất đưa ra hoặc là hãng người ta đưa ra là 1.200-1.300W một kênh. Em dám khẳng định luôn các bác bê đến đây, nếu như đánh so với con này 850W, nếu bằng này em đã cho rồi chứ không cần hơn, bằng này em biếu không còn đẩy này, em nói là làm luôn đấy. Bác nào có bê đến đây luôn, địa chỉ nhà em đây, ở số điện thoại em đây, không nói phét đâu các bác nhá, nói thật 100%. Đấy. Ok, xin chào tạm biệt các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác đã chú ý dành thời gian xem video của em. Và có gì mà em nói chưa phải thì các bác cũng cứ like, hoặc là không thích thì các bác cứ chọc xuống. Ok, không vấn đề gì. Đấy là những cái tương tác để anh em rút kinh nghiệm, và cũng như là em nói cái gì mà nó sai thì bác nào cao thủ hơn đóng góp ý kiến cho em một chút để rút kinh nghiệm, để em học hỏi thêm các bác nhá. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều.